dạ. Tôi muốn kèn đi. Dạ rồi. Nó có ớt mà ớt Hàn Quốc á, nó có bán một hũ nhà ớt Hàn Quốc nè. Thì trước tiên á cá con luộc. Cá lóc. Bây giờ cá điều hầm cũng được nữa. Rồi. Cá điều hầm chứ không có tanh. Rồi. Bỏ vô nước lên cho nó sôi. Bỏ miếng muối vô phải không cho nó sôi lên cái vớt bọt. Dù có vớt bọt hoài là ăn con cá nó không có tanh. Thì con luộc con cá xong rồi cái lấy cái nước để làm nước bún. À. Cái con vớt cái bọt cho nó sạch hết xong cái bỏ muối vô đó đó. Ví dụ con cá bị lớn. Ví dụ con cá bị lớn đi, cá bị lớn là nửa ký rồi nè. Được. Con bỏ chừng một muỗng muối dưới muối là nó mặn dữ lắm á. Rồi. Thì con luộc cái con chở bề nó con cá nó săn cứng rồi, nó cứng ngắc rồi. Thì con vớt con cá ra để cho nó ráo. Thì cái nước đó con đổ nước dừa vô mà con nấu á thì nước dừa nạo rồi chứ không phải nước cốt gì không? Nước dừa nạo á, con bỏ vô đó thì con đừng có nêm muối nữa. Trước khi nêm á con nêm lại cái nồi nước đó coi mặn hay không, tự mình đã bỏ muối vô nó nhiều rồi. Dùng mà hổm nó làm một nồi không biết sao nó nêm muối cho ba lần á. Không ăn được cái luôn. Rồi vớt cái cá ra. Cá ra, cái con dĩa ra, mua cá điêu hầm đi. Cá lóc nó còn tanh chứ cá điêu hầm là nó không có tanh, cái con vớt xương ra hết. Để vô trong cái chài á. Để vô trong cái cối. Cho nó lấy cái bịch ni lông bỏ vô cá, để vô trong cái cối thì con vớt. Thì nó dính trong cá trong bịch ni lông nó không có tày quầy ra nữa. Bây giờ mình kỹ thuật cao rồi. Đó. Lâm xuống vậy, lấy cái tay nè. Quay như vậy, lâm xuống vậy, quay như vậy. Thấy không? Rồi. Để qua một bên. Chừng vài ba con tôm khô đó. Ngâm nước đi, ngâm nước nóng mình làm cấp tốc rồi ngâm nước nóng cho mềm xong cái giả. Giả cái tôm khô đó, giả cho nó mềm cho nó bung ra hết, sợ ra hết. Rồi hai thứ trộn vô. Tôm khô với cá trộn vô. Trộn vô, nhưng mà cần nhất là phải có xả nha. Rồi. Xả bầm hay là xả cây đập ra. Xả bầm, xả cây nữa. Lúc mà mình luộc cá xong thì cái xả cây còn cái gốc nó đó mình đập cho nó dập dập còn cái ngọn á dập dập thả vô nồi nước xong rồi cái con mới bầm xả ớt rồi bầm cho nó nhuyễn xong cái trong đó phải có một miếng nghệ tươi đó con tâm xong rồi ớt khô ớt gì có cũng được mà không có thì cho cái ớt của Hàn Quốc á ớt Hàn Quốc vô nó nổi cái màu lên đẹp lắm nó hơn hồi xưa rồi cái con tâm chung hết cái con phi nó lên. Con phi nó lên ha, nó vừa vàng thôi, nó đỏ lên là nó thét, nó sẽ đắng. Đó, thì cái lúc mà con đâm cá, mẹ quên nói con thì con cho cái ớt Hàn Quốc đó vô. Vô con cá luôn. Vô con cá luôn, rồi một miếng ớt trái mình á, để cho nó tránh mùi tanh, với miếng xả vô đâm chung. Được. Đâm chung xong cái khi mà cái con xào thả ớt trong cái chảo xâm dầu phải không, cái ổ cá vô. Đổ cá vô để lửa nhỏ thôi, cái xào nó lên, cái xào lên cho nó đều hết đường bột ngọt thì mới cho vô đó hết, vậy lên nha cho nó đều hết rồi cái mới cho vô trong cái nồi nước nó luộc cá với có nước cốt dừa đó. Nước dừa gì đó. Đó nước cốt để sao đó giờ cái mới cho vô đó khi mà nó sôi lên mình nêm nếm đi, nêm nếm xong rồi cái thấy chín rồi phải không, vừa ăn rồi phải không. Thì mình bắt xuống để cho một hầu cái lúc mà mình xào xả nè, mẹ quên nói con xào xả mình xào một miếng ớt Hàn Quốc á cho nó lên màu xong múc để cái chén để riêng ở ngoài rồi con cho hỗn hợp vô trong cái nồi xong rồi khi mà nhắc xuống á thì con mới cho miếng cốt dừa vô, chén miếng cốt dừa vô sau cùng hết là khi mình tắt lửa ăn cái bún này không cần sôi luôn. Ủa quên nó không có biết đâu à. Ý mẹ nói là cái bún đó là con ăn coi cá con ăn với bún còn nấu bí đao là nấu khác nữa. Con về con lộn tưởng nó có biến bí đao nữa. Bí đao là con nấu với sườn non đó. Còn vậy là cái vụ cá này là giống như cái chỗ hồi kỷ bán á. Đúng rồi, hồi kỷ nó bán á, nó có nêm mùa hóc, mình khỏi nêm mùa hóc. Nhưng mà nêm mùa hóc vô thì nó ngon lắm. Nên đó thì nhắc xuống rồi cho nó cốt dừa vô, cái cho cái chén mà ớt màu lên cuối cùng á, con thả vô nồi thì cái màu nó đỏ ao à, nhưng ớt ít thôi, nó đỏ quá nhìn nó không ngon. Dạ. Đó, nó đỏ dừa thôi. Còn con muốn ăn bí á, thì con sườn non, sườn non thì con ướp, xả ớt rồi con bầm với lại ớt màu á,
con bầm cái con trộn chung với lại sườn non, trộn khoảng nửa tiếng đồng hồ để đó, cái con bắt lên nồi, con phi tỏi đồ lên cho nó thơm, xong rồi cái vớt cái tỏi nó bỏ, cái con xào sườn nó vô, xào sườn vô xong cái nó xăng đồ đầy đủ rồi, cái con mới cho nước cốt dảo vô, cái bí thì gọt cái ruột bỏ, để cái vỏ thôi. Mua cái bí nào mà nó già già, nó lớn, còn cái bí non đó, nó ăn nó chua. Rồi con xào xong rồi, cái bỏ nước dảo vô xong rồi, cái bỏ bí vô, vừa nước thôi, nhiều nước nó ăn nó không ngon. Nó thì nó chín xong rồi nhắc xuống tắt lửa thì mới đỏ mới cốt. Rồi nhớ. Nó dễ nấu nhưng mà nó ngon. Để bữa nào cũng làm thử cái nấu bằng cá. Nấu cá, không mua cá đi hồng đi. Hồi xưa bữa, nó ăn bữa ăn ở chỗ Hồ Thị Kỷ, ăn chỗ đó nó bán cũng ngon kìa. Hồ Thị Kỷ giờ bán hết ngon rồi. Có một chỗ mà bà, cho nó có một chỗ.